phải không? Nhất là coi thử nhất không? Những cái mấy hôm nay tự nhiên mấy hôm nay có cục lụ đây trời, nãy vô đâu thấy đâu. Bởi vậy ai coi coi có nhất hơn ở ngoài không thấy đường. Nhất từ. Bây giờ nó mới dở luôn nha. Hello, xin chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma TV nha cả nhà ơi. Hello cả nhà. Đọc hơi chậm chút. Còn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đền nha. Thưa nhà ơi, thì hôm nay hai anh em mình lại tục quay lại ngôi nhà mồ này để cho cô gái anh để có thể có cơ hội để quýnh Nguyên Đền nữa nha. Thì cả nhà thì tập trước thì cả nhà cũng đã biết rồi, anh em mình gặp nạn coi như là nói chung là anh em mình khi mà về mình mãi bầm dập chứ. Nhất là cái cần cổ này. Đã bị cái bông này còn thêm một cái bông bằng miếu đó, có quỷ thành tinh đừng. Bị có quỷ thành tinh đừng miếu quýnh ối máu lên. Mà cả nhà thì nói chung về cái vấn đề đó thì anh em mình cũng phải chấp nhận, tại vì làm cái công việc này thì cả nhà cũng biết là chắc là gian nan. Với lại anh em mình nhiều lúc đi đêm đi hôm á cả nhà thì cũng nói chung là hơi cực xíu. Nhưng mà cái đó là cũng tâm nguyện của anh em mình cũng vui. Tại vì làm giúp đỡ những được linh thì đối với anh em mình rất là hạnh phúc. Thì bây giờ cả nhà ơi, buồn ngủ quá trời buồn ngủ. Bây giờ 12 giờ 1 gần 1 giờ sáng rồi. Thì giờ này các quý cô chú chị đang ngủ say lắm, nhưng mà anh em mình vẫn đã ở đây chuẩn bị vào trong cái khu nhà mồ này. Thì ở trong đây thì mọi người cũng đã biết rồi, có một cái vong nữ rất là dữ. Lúc trước thì cô ấy cũng hiền, nhưng mà tự nhiên không biết lý do tại sao gần đây thì rất là dữ mọi người. Mà cả nhà thì riêng về cái vấn đề đó thì anh em mình tìm hiểu sâu thêm. Coi như là lúc trước đó là coi như là lúc mà cổ xuất hiện, anh em mình muốn có ý là giao tiếp với linh hồn của cô để biết được cái hoàn cảnh của cô. Mà tự ơn cái hôm sau anh em đến là xuất hồn thì lại bị gặp nạn. Ngày không dám xuất hồn bắt luôn. Thì ok, mà đặc biệt là hôm trước có cái cục phù lụ đó, mấy cái cục gì mọi người. Thì cái nhà thì đúng rồi, cái cục đó là không biết cục gì luôn. Không biết cục gì luôn á, mà anh em mình dở lên không thấy gì hết. Mà lúc đầu thì anh em mình thấy nó di chuyển cái bò á, di chuyển tiện tới lui nè, nhưng mà khi lại dở lên thì không có gì hết. Mà bữa anh em mình để cái cam nó thấy cũng bình thường, nằm im tu. Ừ, không biết tại sao. Mà hôm trước là thấy bông cô gái mấy lần á, nhiều lần lắm á. Là mà lôi em từ luôn. Thì ở lần trước thì anh em mình đều gặp nạn, nhưng mà nói chung anh em mình vẫn cố gắng để đảo lại, để nói chung là cho dù gian nan cỡ nào thì anh em mình cũng dám cố gắng để tiếp cận được cái vong của cô này. Thì hôm nay anh em mình dự định là sẽ đến đây và sẽ quay một vòng và cúng kiến, và nếu mà có cơ hội anh em mình sẽ giải quyết cái bông này theo mọi tình huống cả nhà. Thì cả nhà thì cũng anh em mình cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà cũng bị kiểu bị đánh hoài, thì cho nên là nhiều lúc có những cô chú anh chị cũng thương anh em mình, khuyên anh em mình thôi tụi con đến đó nó đánh hoài thôi đừng có đến nữa. Nhưng mà vì cái quyết tâm của anh em mình muốn giúp cho nên là cỡ nào anh em mình cũng liều mạng đến. Thì ok, thì chắc có lẽ bây giờ á, anh em mình sẽ vào trong và xem thử cái hôm nay cái cục thù lù đó hôm trước nó có xuất hiện nữa hay không, và con cô gái với cái cục thù lù đó là 1 hay là 2, thì lúc đó cả nhà mình sẽ biết. Ok, thì bây giờ anh em mình xin mời cả nhà cùng theo hai anh em mình nha. Thì thôi cả nhà, thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi vào trong cái khu nhà mồ này mọi người. Thì xin mời cả nhà cùng theo hai anh em mình nhé. Thì lần này cũng như ở lần trước anh em mình cũng đi bắt đầu từ ở ngoài sau đi tới. Thì hy vọng là hôm nay là sẽ không bị ăn đòn. Hôm nay anh em mình có luyện khí công đó nha, đánh không đau. Ủa này mũi dữ trời, cầm cam quay mà chích nát tay quay. Hôm nay mũi quá. Mũi này. Ừ, cầm cái cam mà chích tôi nên đầy máu luôn. Ê, thọt cái cam vô cái lỗ này kìa. Thọt cam vô cái lỗ này quay chống nó có gì không? Đâu? Có cục gì đó, cái trắng đó. Cái trắng phải nhỏ. Cái ấy quá, cái gì? Cái thùng á, bữa. Ừ. Ừ. Bên đó có tiếng động. Từ phải cẩn thận một xíu. Cục lù cái bự lắm ôi. Con này là cái cục này cục nhỏ. Nó mất tiêu rồi. Ừ. Năm đây mà. Bữa dục năm đây mà. Ừ. Hôm trước anh em mình cái miếng cục hồ lù đó mọi người, dục đây nè. Nó mất tiêu rồi ta. Cái lù này lúc nào cũng đầy nước chứ ha. Lù này. Tao quay cái này mà xong đó thổi đầu lên chắc ỉa quần quá. Chỗ dưới luôn. Hello, có ai không? Không có ai hết. Đấy là hello có ai không? Không thấy ai hết. Gì? Có gì trắng trắng đó trời. Thì có gì trắng ở chỗ cái cửa kìa. Cục lù á. Ở giống cục lù hôm bữa. Ủa nãy mà giờ đâu thấy? Phải không? Nhất là coi thử nhất không? Tự nhiên quá tụi má hôm nay. Tự nhiên má hôm nay có cục lụ này trời. Nãy vô đâu thấy đâu. Bởi vậy. Ê nhất đi. Ê. Cái nhà ở nhất mọi người ơi. Rồi. Ê bây giờ gì đi. Sao? Đưa cam đi, anh cầm em lại em dở ra. Đây, này cầm đi. Đây coi coi có nhích hơn, ở ngoài không thấy đường. Ê. Nhích. Từ. Cục này cục hôm qua nè. Ừ. Gì? Cục hôm qua nó mở đây, ở đây em nhìn nó giống như là cái người đang ngồi trong đó đó. Phải không? Nó nhích hoài không có đụng. Bây giờ nó mới dở luôn nha. What? Gì vậy? Rõ vàng nó nhít mà sao dở lên? Không thấy gì hết. Là không thấy luôn. Ý là anh đứng ở đó, quay lại. Ừ. Mà không thấy. Rồi nằm đây rồi. Chứ mình làm gì có gì đâu. Em cầm mọi hiệu mà. Có gì là... Dục đi. Giờ. Đi dục đi. Kỳ lạ thiệt. Thì đâu thấy đâu mà. Cũng như cái hôm trước anh em mình nắm để dở rồi nè. Cũng không thấy gì luôn. Cái cục này nó không nhích là nó đá một phát là nó bay luôn đó. Đá cây dằn xuống dưới ruộng luôn. Ừ. Tự nhiên cả nhà, tự nhiên hôm nay trong khu nhà mộ thì nó lội cái cục phụ lụ nó kỳ cục luôn rồi. Không biết là cái cục từ đâu đến đây nữa. Ừ. Hôm nay nãy giờ không thấy con cái dòng cô gái nè. Ừ. Cái cửa này. Cửa nó nhúc nhích đó thấy không? Ừ. Thấy không? Thấy. Rồi hết nhúc nhích rồi. Ý. Nó cà nhẹp anh thấy không? Thấy rồi. Tiếng gì trời? Anh nghe tiếng gì bật không? Bên đi. Ừ. Cửa này mới nãy nhất từ ngoài cả nhà. Ra kia coi. Đâu có gì đâu ta. rồng ở bên trong này không có thấy cái băng tay trái luôn, mà thấy có cái cục lụ đó. Với lại có những cái cửa này nó nhíp nhíp mọi người. Cửa này nó cũng nhíp. Muốn khép rồi nữa. Có lẽ mình xíu đặt cam và gì đây. Hôm nay mình đặt mình quay ra ngoài này đi. Ừ, cũng được nữa. Thì có lẽ bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng máy và đặt cam ra ngoài tủ cái cửa này mọi người, và xem thử cái bông cô gái hiện tại có ở đây hay không, mà tại sao hôm nay đã có cục phù lụ xuất hiện mọi người. Ok. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay anh em mình quyết định là sẽ đặt cái cam từ góc đó quay ra ngoài cửa. Thì lúc nãy anh em mình thấy cái cục phù lụ của nó đó mọi người, mà dở lên mất tiêu. Không biết cục đó là cục gì. Cho nên hai anh em mình đặt cái góc này góc động để quay ra đây để xem coi cái cục đó là cái cục gì. Mà hôm nay đặc biệt là cái vong cô gái không thấy xuất hiện. Không thấy vong cô gái mà lại có cái cục nó xuất hiện. Mà mình không biết là cái vong cô gái với cái cục đó có liên hệ gì, cùng một vong hay là hai vong. Bởi vậy. Mà thì... nếu mà cái vong của cô gái mắc mớ phải biến thành cái cục phù lù đó anh chị. Ừ, ngộ thiệt chứ. Thôi giờ ok anh em mình sẽ đốt nhang cũng kiếm xem thử cái vong cô gái xuất hiện hay không nghe ra. Có mũi vậy ta. Trời mắt mới mà hết lên rồi. Ngủ quá. À, nó áp hoài luôn á. Ôi ngủ quá. Sao con đầm nó ngủ luôn quá. Đi. Vì chữ thì về ông. Bây giờ em ngủ nó nằm nữa xíu. Mọi người vậy đi, mất lịch sự quá. Nãy là mình ngồi qua cái lưng qua đó, nhưng mà mình thấy không có an toàn, cho nên là mình hai anh em mình ngồi sát bên nhau đi rồi quan sát cho nó dễ đó nha. Ý mày của đó. Vậy. Ý mày của. Ừ. Mắt mở hết lên. Cũng muốn chết luôn à. Mấy hôm nay đi phê quá phê thiếu ngủ quá, buồn ngủ quá. Cái nhà thì anh em mình là hôm nào đi quay về thì anh em mình cũng 2-3 giờ sáng không đấy. Sáng mà thức sớm nữa. Đổ, đau, quá trời đau. Hôm qua ở bên kia bị ở bên cái miếu á bị cái giọng nó xiết cuốn họng cái tới còn khang tiếng luôn nha mọi người. Họng anh bị đau ơi là đau. Tiếng gì? Ủa anh nghe tiếng gì sột sạc không? Ê. Ê. Cái cục mọi người ơi. Ui cái nãy em dục mà. Nãy em dục cơ mà. Cái nhà anh em mình thấy cái cục phù lù rồi nè mọi người. Mà không biết là cái cục này không biết là vong gì đây mà. Có phải là cô gái hay không nữa. Ui. Thích vô đây chứ không làm gì. Giờ hai anh em mình ngồi đây xa xa, chú ngồi coi thử cái vòng này. Cái vòng này là cái gì đây? Còn không? Mà thấy cái cục của anh còn đó mọi người. Nhưng mà anh em mình thấy kìa, nhúng nhít kìa. Anh chị còn bánh dở thử coi. Rồi. Hai anh em mình tính đi qua để dỡ, mình mới qua tới đây biến mất tiêu cả nhà. Hai anh em mình tính lại dỡ cái miếng này lên mà lại mất tiêu mọi người. Ôi, không biết là cái gì luôn mọi người ơi. Nếu mà thấy vong thì còn biết là vong đực, vong nam, vong nữ này, cái cục này cục gì không biết. Này buồn ngủ quá, tại buồn ngủ mắt mà không lên. Nhìn không kỹ quá. Nhấp hoài luôn trời. Nhấp liên tục luôn. Ngủ dữ mất. Bình thường đi quay cũng tầm như này không, mà tại do mấy hôm nay thiếu ngủ. Cục này là cục gì mà nó xuất hiện mà nó... Xuất hiện nữa mọi người. Nhìn giống mực quá vậy. Bung 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 nữa. Hay là ma mực. Ma mực. Phải không? Con ma mực. Giống mực quá trời. Ma bạch tuộc. Kìa. Nó cứ phùng phùng thấy không? Thấy rồi. Rồi. Hôm nay cái bông này xuất hiện là không biết cái bông gì và không biết ma gì luôn. Mà không biết là cái bông này có hại, nó có hại cho anh em mình không biết nữa. Đâu tiêu rồi. Ây da. Đâu tiêu rồi. Dài thì mới lúc nãy anh em mình chẳng thấy cái vong đây, và lúc nãy có hình như là bên đó có người đi soi vậy đó nha, và khi nãy mình nhìn về phía bên đó thì cái vong lên cái biến mất đây rồi, tại bên đó người ta có đèn pha qua đó, nó sợ nó biến mất luôn rồi. Thì cái giờ thật sự anh em mình muốn biết là cái vong cô gái còn ở đây hay không, nhưng mà thật sự nãy giờ không thấy cái vong cô gái, mà nãy giờ cái cục hồ lù đó nó xuất hiện 2 lần rồi đó. Tôi không thấy đâu, tôi vẫn nghe tiếng đó. Ui, nghe tiếng sạc sạc không? Ừ, sụp sạc sạc quẩm ở đâu. Không lẽ đây là con ma sụp sạc? Phải thì biết đây là con gì đâu mà sụp sạc. Thì lết sụp sạc sạc này mà lết. Đó, nó ui, xuất hiện nữa kìa. Không biết là cái gì trời. Để tôi lấy cái thùng tôi chọi thôi coi. Lụm cái này tôi chọi thôi. Đâu rồi? Đâu rồi? Cái nhà ai mình mới cầm cái này là tính trội thử mất tiêu mọi người. Hôm nay không biết là cái con này là cái con gì tự ên lại xuất hiện ở đây. Ê, cô nào cái con nữ nó làm bộ vậy, nó lại hưởng nhang mình không để ý không? Không biết. Sự vong nữ quỷ dữ đó. Cái quỷ dữ là xuất hiện mấy lần đánh anh em mình, không kịp đâu. Mà kiểu này nó muốn cố tình làm vậy cho nên mình không có phản ứng kịp á. Tiêu mít. Thì cái nhà này nói chung á, hôm nay là xuất hiện cái vòng nước lạ quá, anh em mình cũng không biết làm thế nào luôn mọi người. Nó muốn gần mình nữa rồi. Lôi cục cái luôn rồi kìa. Cái nhà nó lôi cái cục vô trong đó mọi người ơi. Coi làm gì? Ủa, nãy nó ăn cái cục đó luôn rồi. Nó ăn cái thùng luôn rồi. Không biết nữa. Phải ăn hoặc liếm. Không biết nữa. Tiếng động phát ra kìa. Ừ. Làm gì trời? Mất tiêu rồi. Thì cái nhà thật sự á. Bây giờ gì đi. Giờ anh sẽ lợi đó, anh thọt tay vô. Thọt tay vô coi cái thùng nó còn trong đó không. Bởi thì chứ nó cắn cái tay ông cũng nhai luôn cái tay luôn rồi sao. Cứ là chơi mạo hiểm như cứ về ngồi đây. Phải xuất hiện cái đó. Anh không làm gì anh em mình. Mình cũng không dám làm gì đó đâu. Mình cũng dám làm gì đó luôn. Mày giờ nó mất tiêu rồi nè. Đâu, tối không thấy. Ờ thấy rồi. Cái gì em thấy nãy giờ nhìn từ xa vậy, không thấy nãy giờ đó. Mà cái thùng nó mất tiêu luôn rồi. Ừ. Thì cái nhà thật sự anh em mình cái tình huống này thật sự không biết làm thế nào luôn á. Thì chắc có lẽ anh em mình cũng không có nán ai lâu rồi, thấy cái vòng nó lạ quá. Thì cái nhà thì anh em mình á, từ nãy giờ thì cái cục này xuất hiện rất là nhiều lần. Thì anh em mình cũng chưa biết là cái vong này như thế nào. Thì chắc có lẽ anh em mình sẽ tạm kết thúc và anh em mình về, chứ bây giờ là không biết như thế nào luôn cả nhà. Không biết làm gì luôn. Thì ok, thì video hôm nay anh em mình thật sự là cũng không biết là cái này là gì. Thì quý chú anh chị mình xem thì cũng thông cảm anh em này mọi người. Ok, tới đây thì anh em mình xin kết thúc đi. Ok. Cả nhà có thật nhiều sức khỏe cả nhà ơi. Bye mọi người nha. Chào cả nhà.